Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kinh Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu touring đến từ thương hiệu Media, model Discover 500. Đây là mẫu dòng touring khám phá, Discover là khám phá nhé. Dòng mẫu touring khá là phổ biến về bên nhau, nhất là về những dòng xe touring đường phố, dành cho mọi phù hợp với mọi lứa tuổi. Các bác đi đường phố hoặc là đi khu chung cư thì xe đây là một lựa chọn rất là tốt cho các bác. Và bây giờ xin mời đánh giá một lần chiếc xe. Vâng, xin chúc mừng bác, đây là cái mẫu dòng xe từ thương hiệu Media, model Discover 500. Đây là mẫu model khám phá của dòng xe Media. Thì bên nhau đã về trong thời gian rất là vừa qua. Thì lần này em mới về một chiếc với cái tông màu đen, điểm chỉ xanh trên khung xe rất là nổi bật. Và lần này em về với một chiếc xe Discover 500 còn rất là mới nhá. Anh em đánh giá là xe được người chủ cũ thì rất dễ nhìn. Xe qua sử dụng nhưng mà xe còn rất là đẹp. Lúc sơn tổng thể của xe là tông màu đen, lúc em sẽ đi ngang qua tổng thể sơn zin của xe. Model của xe là Discover 500. Các bác phải lên trên mạng hoặc là vào cái video giúp em giới thiệu qua. Xe là phù hợp kim nhôm aluminum 6061 hoặc kim nhôm sơn dẻo nhé. Kim nhôm aluminum 6061 này chuyên dành cho những dòng xe đạp thể thao cao cấp nhé. Thì trong video trước đây tôi giới thiệu rất nhiều các bác về những dòng xe đạp thể thao cao cấp được dùng hoặc kim nhôm 6061 rồi. Xe đánh giá tổ sử dụng mới cũng rất là cao. Xe được chủ cũ thì rất là dễ nhìn xe. Mẫu là mẫu Discover 500 của chính hãng Media, mã vạch QR code chính hãng của xe trên khung xe vẫn còn nguyên mẫu của Media nhé. Media là một trong những dòng xe thương hiệu rất là chạm được châu Á, rất là dễ sử dụng của các bác. Bây giờ các bác đi dọc xe thể thao trên những cái cung đường bằng rất là phù hợp, và xe cũng trang bị mới bộ động sóc. Chúng tôi bác đi những cung đường xấu chúng tôi bác đi rất là thoải mái. Cổ phốt ghi đông ngược hồ, chuyển xe góc qua nghiêng độ của xe, sang lập phù hợp với người đi. Rất là tuyệt lợi. Xe trang bị với tay bấm xả chống hãng của Shimano, trang bị với 8 tầng lip, tay bám cao su, phù hợp kéo xe, rất là mới. Gương cổ phốt chống hãng của người đi em cũng biết. Đây phải là một tay bấm xả bên tầng lĩa. Chính hãng của Merida dùng với 3 phần đĩa, cũng không chấp nhưng sau sử dụng với cũng như đĩa. Nó sẽ trang bị với giảm sóc không dầu. Chính hãng của Merida. Vành nhôm chính hãng của Merida. Kích thước lốp 26x1.5, lốp 26, lốp của Travel, lốp CFP Travel, lốp còn rất là mới. Hộp yên chính hãng của Media, biểu tượng hình người mũi. Yên là yên đẹp đấy này, yên đẹp là yên của Seven Non Tì. Yên này yên xịn này, yên này yên của Ý này. Nhìn cao cấp em ạ. Trang bị với 3 tầng đĩa, gạt đĩa của Shimano, 8 tầng lip và 3 tầng đĩa của là Shimano Antut, trang bị với 8 tầng lip, lip Shimano, lip đen. Và dòng sau là bằng chính hãng của Media, với bản theo xe. Xe có độ mới còn rất là cao nhé. Xe với tông màu xanh đen đi rất sạch xe, phù hợp với mọi lứa tuổi đều đi được. Xe trang bị với cái cổ phốt kia mật bù này, có lên xuống rất dễ dàng, giúp cho các bác thì phù hợp với tư thế người ngồi rất dễ sử dụng, và đặc biệt là chất sử dụng với giảm sóc dầu. Bây giờ xin mời các bác đứng ở khung xe. Vâng, cho các bác đứng ở khung xe là size 40, chiều ngang khung là size 52. Thế là các bác là 1m6 đến 1m7 đổ lại như vừa nhá. Sẽ trang bị với 8 tầng lip Shimano, lip đen lên lip thôi. Xuống lip.
xích còn rất là mới. Bên phải em là đĩa 3 tầng xuống đĩa. Gạt đĩa Simlo lên đĩa. Có chân thu mượt mà. Xích lít còn rất là mới. Và các bạn đánh giá tổng thể xong chiếc xe Touring Merida Discover 500 và xe giá tốt nhất em là 6.800.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bạn làm con thân mẹ qua Zalo 0975 709943 hoặc lên YouTube để biết kiến xe đạp, đến làm ký dõi kênh và hẹn gặp lại trên ngày mai.